Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón giống như vậy ha các bạn. Đó, cho mùa thu đông sắp tới này ha các bạn. Đó, nhìn cái hoa văn này cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Rồi, mình đi vào nguyên liệu ha các bạn ha. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cuộn sợi niêu bò như vậy ha các bạn ha. Và mình sẽ sử dụng là kim móc đầu 3-4 ha, và mình sẽ sử dụng đầu số 4 ha các bạn ha. Cái này mình sẽ móc một chiếc nón cho em bé ha, cỡ 1-2 tuổi thôi, cho nên là sử dụng hai cuộn chỉ ha các bạn. Trường hợp mà các bạn móc cho người lớn thì số len này có thể nó sẽ tăng lên ha. Rồi, mình đi vào chi tiết ha các bạn ha. Trước tiên ha các bạn, thì các bạn sẽ đi cho mình là 11 bính ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 bính như vậy ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong 11 bính thì các bạn sẽ đi lại cho mình một cái hàng mũi đơn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong 10 cái mũi đơn như vậy đó, thì các bạn sẽ lên cho mình một bính ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ quay sản phẩm lại ha. Và các bạn sẽ đi cho mình 10 cái mũi đơn, nhưng mà mình sẽ đi nửa mũi ở trên như vậy ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè và 10 ha các bạn ha. Đó. Sau khi đi xong 10 cái mũi đơn như vậy thì các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình một bính và mình sẽ quay ngược sản phẩm lại. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình 10 cái mũi đơn, nhưng mà mình sẽ đi nửa cái mũi ở phía trên như vậy ha các bạn ha. Đó. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Đó, chân nào thì mình sẽ đi chân đó ha. Và các bạn sẽ đi cho mình 10 cái mũi đơn như vậy. Và do cái này thì mình sẽ móc cho em bé nhỏ ha, cho nên các bạn sẽ đi cho mình khoảng là từ 60 cho tới 80 hàng như vậy ha các bạn ha. Đó. Rồi, cứ như vậy ha, các bạn cứ lên một bính và các bạn quay sản phẩm lại và các bạn sẽ đi tiếp giùm mình thôi. Đó, và các bạn sẽ đi giùm mình là khoảng là 80 hàng ha. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình thôi nha. Rồi sau khi các bạn đã đi được từ 60 cho tới 80 hàng như vậy ha các bạn ha, thì mình sẽ kết hàng lại ha các bạn. Đó, đây mình dùng cái, mình cũng đi nửa mũi như vậy ha. Đó, mình đi nửa mũi bên này và nửa mũi bên này. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ rút lại bằng một cái mũi trượt như vậy thôi ha. Đó, trường hợp mà các bạn không đi được thì mình có thể dùng kim mình may cũng được ha các bạn. Đó. Đó, các bạn nối giữa cái mũi bên này nè, nửa cái mũi bên này và nửa cái mũi bên kia, sau đó thì các bạn sẽ đi bằng một cái mũi trượt lại thôi ha. Đó, cũng rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn cứ đi hết hàng thôi. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ lên cho mình một bính ha. Và sau đó các bạn sẽ đi vào đây cho mình là một cái mũi đơn ha các bạn ha. Đây, bạn đi vào đây một cái mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ qua cho mình một bính ha. Và tiếp tục các bạn sẽ cắt một chân như vậy ha các bạn. Đây, các bạn sẽ cắt một chân nè. Và các bạn sẽ đi qua cái chân tiếp theo một cái mũi đơn ha. Đó, các bạn cứ qua một bính và cắt một chân ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi tiếp một cái mũi đơn. Đó, lên qua một bính nè, cắt một chân ha các bạn. Và các bạn sẽ đi một cái mũi đơn ở đây ha. Đó,
qua một bến cách một chân ha, và các bạn sẽ đi một cái mũi đơn đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Đó. Đó, các bạn đi một cái mũi đơn ha, và các bạn qua một bến, sau đó đi một cái mũi đơn tiếp theo đó. Đó. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Rồi sau khi đi xong cái hàng này xong ha các bạn ha. Đó, thì các bạn cũng qua một bính và mình sẽ kết hàng vào đây ha các bạn. Đó. Hàng tiếp theo các bạn cũng lên cho mình một bính ha, và các bạn sẽ quay ngược cái sản phẩm lại nè các bạn. Sau đó ha thì các bạn sẽ đi cho mình. Đây. Các bạn sẽ đi vào đây cho mình một cái mũi kép ha. Rồi tiếp tới cái chân tiếp theo ha các bạn. Đó, cái chân tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn. Ở chân kế tiếp sẽ là một cái mũi kép ha. Đó, và chân kế tiếp sẽ là một cái mũi đơn. Chân kế tiếp sẽ là một cái mũi kép. Chân kế tiếp sẽ là một cái mũi đơn ha. Đó, và chân kế tiếp sẽ là một cái mũi kép. Đó, chân kế tiếp sẽ là một cái mũi đơn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi ở cuối của cái hàng này ha các bạn, sau khi các bạn đã đi một cái mũi kép ha, thì mình sẽ đi vào ở cái mũi hồi nãy nè các bạn ha. Mình lên một bính đó, các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi đơn ha, và sau đó thì mình sẽ kết hàng. Và đối với kết hàng thì các bạn sẽ dùng một cái màu khác ha các bạn ha. Đây mình sẽ dùng màu trắng ha. Đó, và các bạn cũng sẽ đi bằng một cái mũi trượt qua đó, và ở đây mình sẽ sử dụng màu trắng ha các bạn. Đó, mình sẽ kết cả của cái hàng này lại đó. Và sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình một bính ha, và mình sẽ quay cái sản phẩm lại đó. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình đó. Đây, tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi kép ha các bạn. Và cái mũi kép này thì mình sẽ đi ngay ở ngay chỗ cái mũi đơn ha các bạn ha. Đó, mình sẽ đi ngay chỗ cái mũi đơn ha. Và tiếp tới thì mình sẽ đi một cái mũi đơn ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi kép ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi đơn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi kép ha. Đó. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi đơn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi kép. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha. Rồi, sau khi các bạn đã đi xong cái hàng này xong thì cuối của cái hàng này sẽ là một cái mũi kép này ha các bạn. Thì tiếp tục mình sẽ đi qua ở ngay chỗ cái chân mà hồi nãy mình lên một bính này ha. Các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi đơn giùm mình ha. Đó, một cái mũi đơn. Và sau đó thì mình sẽ kết hàng lại ha các bạn. Đó, mình kết hàng lại thì mình sẽ dùng cái chỉ màu đỏ này ha. Đó. Đây, các bạn sẽ dùng cái chỉ màu đỏ này. Đó, và các bạn sẽ kết cái hàng này lại. Và sau khi kết hàng xong, các bạn cũng sẽ lên một bính và mình sẽ quay ngược cái sản phẩm này lại ha các bạn ha. Thì ở đây hồi nãy là mình đã đi một cái mũi đơn ha, và tới mũi kép ha các bạn. Và tiếp tục ha, thì mình sẽ đi tiếp một cái mũi kép ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi đơn ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi kép. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi đơn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi kép đó. Và các bạn cứ đi tới hoài như vậy ha. Và các bạn sẽ đi khoảng là 22 hàng giùm mình ha các bạn ha. Đó, mình cứ thay đổi màu như vậy thôi. Và mình sẽ đi tới 22 hàng đó. Và các bạn sẽ đi giùm mình ha. Và khi tới 22 hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút lại ha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được 22 cái hàng này ha các bạn. Đây 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 và 22 cái hàng này ha các bạn ha. Thì mình có một cái lưu ý đối với các bạn là đối với những cái hàng này ha, thì các bạn sẽ móc một cái hàng ở bên trái và một cái hàng ở bên phải ha các bạn ha. Đó, và sau khi tới được 22 hàng như vậy ha các bạn, và mình sẽ tiếp tục, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Mình sẽ rút cái mũi lại để cho cái chóp nón nó sẽ nhỏ lại ha các bạn ha. Đây,
Trước tiên ha, các bạn sẽ đi vào đây nè ha, các bạn sẽ đi vào đây cho mình một cái mũi kép ở đây ha các bạn. Đó, mũi kép chờ ha các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ cắt một cái chân ha, thay vì tới đây mình sẽ đi mũi đơn này ha, thì mình sẽ cắt cái chân này và qua tiếp cái chân mũi đơn ở bên này nè các bạn. Đó ha, các bạn sẽ đi vào đây cho mình một cái mũi kép chờ nữa đây ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ rút hết ha, và tiếp tục các bạn sẽ đi một cái mũi đơn đó vào ngay cái chân tiếp theo này ha. Đó, cái chân này là cái chân mũi kép hồi nãy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào đây một cái mũi đơn ha. Đó. Và tiếp tục ha, mình sẽ đi vào đây một cái mũi kép chờ như vậy ha các bạn. Và các bạn sẽ cắt cho mình một chân ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép chờ. Và sau đó thì mình sẽ rút hết ha. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn ở cái chân kế tiếp luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp tục ha. Các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi kép ở đây. Đó, kép chờ ha các bạn ha. Và tiếp tục mình sẽ cắt một cái chân ở đây ha. Và tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi kép chờ ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ rút hết ha. Đó, sau đó các bạn rút hết nè. Và tiếp tới cái chân kế tiếp các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi đơn. Đó. Và như vậy cái hàng này đó, mình sẽ đi là hai cái mũi kép chờ này các bạn ha. Sau đó mình rút hết và đi một cái mũi đơn. Tiếp tục hai cái mũi kép chờ, rút hết và đi tới một cái mũi đơn. Nhưng giữa hai cái mũi kép chờ này các bạn sẽ cắt một cái mũi đơn ở giữa này ha các bạn ha. Đó, cắt một cái chân ở giữa nè ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Các bạn ơi, như vậy là cuối của cái hàng này, sau khi các bạn đã đi hai cái mũi kép chờ và rút hết ha, thì mình cũng sẽ đi một cái mũi đơn vào ở ngay cái chân mà hồi nãy mình lên một bính này ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi đơn vào đây ha. Và sau đó thì mình sẽ kết hàng lại ha các bạn. Và sau đó ha, các bạn cũng lên một bính và các bạn sẽ quay cái sản phẩm này lại ha. Và tiếp tục đây, các bạn sẽ đi tiếp vào đây ha. Và cái chân này cho mình là một cái mũi, hồi nãy mình đi mũi đơn này ha, thì các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép nè. Tiếp tới thì sẽ chân sẽ là một cái chân mũi đơn ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái chân mũi kép ha. Và tiếp tới sẽ là một cái chân mũi đơn. Đó, và đối với cái hàng này thì các bạn đi bình thường ha. Đó, tại vì hồi nãy thì cái hàng kia thì mình đã rút rồi đó các bạn ha. Đó, và cái hàng này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha. Rồi tới cuối của cái hàng này thì các bạn cũng sẽ đi vào đây một cái mũi đơn ha các bạn ha. Và sau đó thì mình cũng sẽ kết hàng lại. Rồi sau đó các bạn cũng lên một bính và các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại ha các bạn ha. Và tiếp tục đối với cái hàng này thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ rút tiếp lại ha các bạn. Đó, bằng cách các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép chờ ha. Và tiếp tục các bạn cũng cắt một chân luôn ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây một mũi kép chờ nữa. Và sau đó thì các bạn sẽ rút hết lại như vậy ha. Đó. Và sau đó thì các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi đơn nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi vào đây một cái mũi kép chờ. Và cắt một chân các bạn sẽ đi tiếp vào đây một cái mũi kép chờ và sau đó các bạn rút hết ha. Và tiếp tới các bạn sẽ đi tiếp vào cái chân ở bên cạnh này ha. Đây các bạn sẽ đi tiếp một cái mũi đơn vào đây. Đó. Và tiếp tục cái chân tiếp theo các bạn cũng đi một cái mũi kép chờ. Cắt một chân ha và các bạn qua đây các bạn đi một mũi kép chờ. Sau đó mình sẽ rút hết ha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ đi vào đây một cái mũi đơn ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này ha. Và các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi xong cái hàng đó xong ha các bạn ha, thì tiếp tục đối với cái hàng này mình cũng sẽ tiếp tục mình rút gọn lại ha các bạn ha. Đó, các bạn cũng đi hai cái mũi kép chờ như vậy ha. Đó, các bạn cũng cắt một chân này, các bạn tiếp tục các bạn sẽ đi hai mũi kép chờ như vậy và mình sẽ rút hết ha các bạn. Và tiếp tới thì mình sẽ đi một cái mũi đơn ha. Đó, mũi đơn qua cái chân bên cạnh nè. Đó, và tiếp tục thì mình cũng sẽ đi hai cái mũi kép chờ ha. Các bạn cắt một chân và đi thêm một cái mũi kép chờ ở đây nữa. Sau đó các bạn sẽ rút hết nè. Và tiếp tới mình sẽ đi một cái mũi đơn vào đây ha. Đó. Và tiếp tục sẽ là hai cái mũi kép chờ ha các bạn ha. Đó, cắt một chân nè, mình sẽ đi vào mũi kép chờ vào đây. Đó,
thì các bạn để ý là những cái hàng, ví dụ như hàng mũi hồi nãy là mình đi mũi đơn ha, thì bây giờ mình sẽ đi mũi kép đó ha các bạn. Rồi sau khi đi mũi hai mũi kép chờ như vậy xong rút hết thì mình tiếp tới thì mình sẽ đi một cái mũi đơn ha các bạn ha. Đó. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha. Đó, và bây giờ lúc này thì cái chóp nón của mình nó bắt đầu nó nhỏ lại rồi này ha các bạn. Đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được cái hàng màu trắng xong ha, thì cái hàng màu đỏ này nè, đó mình sẽ dùng kim hoặc là mình dùng luôn cái cây móc của mình cũng được ha các bạn. Đó, các bạn sẽ luồn qua từng cái mũi ở trên cái đỉnh này ha. Đây, mình sẽ mở lên cho các bạn thấy. Đó, mình sẽ luồn qua những cái mũi ở trên cái đỉnh và sau đó thì mình sẽ rút hết lại thôi ha các bạn ha. Đó, mình sẽ luồn qua như vậy. Đó. Đó, trường hợp các bạn có kim thì mình sẽ dùng kim mình may nó lại thôi ha các bạn. Đó. Đó, các bạn cứ may hết lại những cái mũi này thôi ha. Đó. Và sau đó thì mình sẽ rút lại một cái đường thì ở giữa này nó sẽ túm lại thôi ha các bạn. Sẽ rút nó lại ha. Đó thì cái đỉnh của mình nè, đó. Như vậy thì cái chóp nón của mình đó nó sẽ rút lại và nó sẽ nhỏ cái chóp lại ha các bạn ha. Và sau đó thì các bạn sẽ làm một cái cục bông ha các bạn và mình sẽ kết nó vào đây thôi ha. Và đối với cái mặt này ha. Thì đối với cái hoa văn này thì các bạn móc cái hoa văn, các bạn đổi cái nón này cái hoa văn ở phía trong cũng được và ở phía ngoài cũng được luôn ha các bạn. Đây. Đây là ở phía trong của nó nè ha, đó. Và đó, nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Đó, cái hoa văn ở phía trong này. Đó, cũng rất là đẹp ha. Đó, còn các bạn không thích cái hoa văn này ha. Cái này thì cái màu trắng đó là chủ đạo ha các bạn. Trường hợp các bạn không thích màu trắng thì mình sẽ qua đây thì nó sẽ là màu đỏ này các bạn ha. Màu đỏ nó sẽ là chủ đạo. Đó. Còn ở đây là cái màu trắng nó sẽ chủ đạo ha các bạn ha. Đó. Đó, và các bạn sẽ làm một cái cục bông để mình gắn vào đây ha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi gắn cái cục bông xong ha thì chiếc nón của mình cũng sẽ hoàn thành rồi ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay hãy chia sẻ video giùm mình ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video ha.